thiêu rụi căn nhà khóa trái cửa giữa trưa tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Vào khoảng 12 giờ 30 ngày 20 tháng 11 năm 2015, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại số nhà 84/11/5, đường Tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, khiến một căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo một số nhân chứng cho biết, vào khoảng thời gian trên, một số người dân sống gần khu vực đang ngủ trưa thì ngửi thấy mùi khét, chạy ra ngoài xem thử. Khi chạy tới kiểm tra thì phát hiện ngọn lửa bốc ngùn ngụt từ căn nhà trên nên đã hô hoán dùng bình chữa cháy mini dập lửa. Do căn nhà khóa trái cửa, lực lượng chữa cháy tại chỗ bất lực. Lúc này nhiều người dân nhanh chóng trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy quận 4 đã điều động 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tiếp cận đám cháy. Sau hơn nửa tiếng có mặt tại hiện trường, đám cháy cơ bản đã được khống chế hoàn toàn. Tại hiện trường, toàn bộ căn nhà cùng nhiều vật dụng bên trong đã bị đám cháy thiêu rụi. Mái nhà cùng tường bị đổ sập, hư hỏng rất nặng. Rất may không có thiệt hại về người.